Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc LG XCam. Dòng X là dòng mới được LG ra mắt hồi giữa tháng 2 vừa rồi thôi. Bây giờ họ đã mang nó trưng bày tại MWC 2016. Bây giờ mình giới thiệu sơ qua về cái XCam để các bạn xem. Thì dòng X là dòng tầm trung của LG. Trong đó có hai chiếc là XCam và X-Screen. Thì XCam là camera. Thì cái điểm nổi bật của cái chiếc máy này các bạn có thấy đây là nó có màn hình là 52 Full HD với camera sau là 13 megapixel cộng với một cái camera góc rộng là 5 megapixel. Đó, tương tự như là cái triết lý ở trên G5. Camera 78 độ thì có độ phân giải 16 megapixel, còn camera góc rộng là 8. Còn hai con số này trên XCam là 13 và 5. Camera trước có độ phân giải là 8 megapixel. Phía trước có một số cảm biến và cái loa này nữa. Các bạn thấy là cái phần phía mặt trước này được thiết kế theo cái kiểu là mài xước. Đó, các bạn thấy là những đường xước ở đây và nó hơi cong một chút. Rất là nhẹ thôi. Ở phía dưới chúng ta có logo LG và ba cái nút cảm ứng. Khá là đẹp. Ngoài ra thì máy có cái chip là 1.144GHz với 8 nhân xử lý và pin là 2520mAh với RAM là 2GB, bộ nhớ trong 16GB có thêm thẻ nhớ. Thì những cái cấu hình này của XCam và X-Screen thì gần như là giống nhau hết, nó không có gì khác biệt cả. Ở phía bên cạnh trái của máy chúng ta sẽ thấy là có một cái đường chrome chạy dọc như thế này. Đây là chiếc máy màu hồng, ở trên đây có nút tăng giảm âm lượng như là một cái khe ở đây. Và phía dưới chúng ta có jack tai nghe cũng như là microphone. Ở bên cạnh này là nút nguồn. Đó, hai cạnh đều có hai cái giải chrome chạy. Và ở phía trên đỉnh đó là một cái microphone mà thôi. Điểm nổi bật nhất ở trên XCam này đó là nó được trang bị hai camera giống như là G5. Ở phía mặt sau thì sẽ có cái cụm camera ở đây, cái logo LG ở giữa và cái loa ngoài ở phía dưới này. Loa ngoài làm 4 lỗ to. Và máy được làm ở Hàn Quốc. Thì cái camera này, đây là người ta gọi là dual cam. Thì nó sẽ có một chiếc là góc 78 độ bình thường và một cái chiếc còn lại có góc là rộng hơn. Đó, nó tương tự như là cái ý tưởng thiết kế nên LG G5. Chỉ có điều là cái camera nó chất lượng nó kém hơn và độ phân giải nó thấp hơn mà thôi. Camera được làm lồi lên khá là nhiều. Lồi lên rất là nhiều, chứ không chỉ là hơi lồi một chút như là trên G5. Đây là màn hình của máy. Máy có màn hình là 5:2 với độ phân giải là Full HD. Đó. Và cái máy này cũng được cài sẵn Android 6.0. Bây giờ mình sẽ thử hai camera góc khác nhau cho các bạn xem. Đây là một mình đang thử là cái camera góc tiêu chuẩn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang góc rộng. Đó, thì các bạn thấy là nó rộng hơn đáng kể. Mặc dù nó không nhiều như trên G5, nhưng mà như vậy là cũng là rất là đáng kể rồi. Trong những cái trường hợp chụp không gian hẹp. Cái máy này LG chưa công bố giá bán cũng như thời điểm bán ra mà họ đã trưng bày nó ở đây cho chúng ta xem mà thôi. Xin cảm ơn các bạn.